3 tuổi này kiếm tiền tỷ phú quý triền miên 3 ngày liên tiếp. Tuổi Dần. Những người bạn tuổi Dần rất chân thành và rất hào phóng với người khác. Trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 9, tình yêu của họ thăng hoa như tên lửa, vận may lần lượt bùng nổ. Lúc hoạn nạn cũng gặp may mắn, dễ dàng được người cao quý thăng chức, phát tài, đoạt giải lớn, gặp nhiều may mắn, lần lượt gặp vận may, sẽ không bao giờ nghèo nữa, mọi điều ước sẽ thành hiện thực, giàu có tự nhiên sẽ thành hiện thực. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong vòng 3 ngày 20, 21 phần 22, 20 phần 9. Trong sự nghiệp sẽ có những cơ hội lớn, nhận được sự giúp đỡ từ những người quý tộc xung quanh và nhận được những cơ hội lớn. Trong công việc tương lai, bạn sẽ có thể phát huy hết tài năng của mình, được sếp công nhận, nhận được nhiều tiền thưởng hơn về thu nhập và được tăng lương nhiều hơn. Tuổi Mão. Đối với những người sinh năm Mão, thần tài và quý nhân sẽ đến không mời mà đến trong vòng 3 ngày 20, 21 phần 22, 20 phần 9. Tài lộc sẽ cuồn cuộn như nước, muốn có thu nhập cao hơn thì nên lựa chọn một công việc có triển vọng phát triển. Bởi vì tháng 9 năm 2023 sẽ là khoảng thời gian tốt nhất cho sự may mắn trong sự nghiệp của họ. Nếu bây giờ họ chọn một vị trí căng thẳng nhưng có động lực thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Họ sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình vào năm 2023 và điều đó sẽ dễ dàng thực hiện được và sẽ giàu có nhanh chóng. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.